Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 176, Kinh Tâm, 2 Động tính ở tiền triệu chậm rãi được truyền tới cảnh postim.com Hoàng hậu đang cùng Đức Phi, Huệ Phi, Thục Phi và Nữ Quyến tôn thất trò chuyện. Trong chính điện ngồi đây người là người, khi nữ quan nhẹ nhàng tiến vào chính điện dành len mọi âm thanh yêu ngừng lại. Nữ quan nhỏ nhẹ bẩm báo, hoàng thượng vẫn chưa truyền hạ chiều, triều thần đều còn ở trong điện. Đức Phi nghe vậy thì hơi kinh ngạc, sắp đến giờ khai tiệc rồi, làm sao bây giờ? Huệ Phi chớp chớp mắt, hay nương nương cho người đi hỏi thăm ý thánh thượng xem, lỡ giờ lành khai tiệc sẽ không hay. Trong lúc các phi tần nói chuyện, cung nhân tiến vào dâng trà nữ quyến tôn thất bèn nhân dịp đó cúi đầu sầm si. Hoàng hậu mừng thọ mà hoàng thượng cũng không cho phép triều thần hạ triều, có phải đang ám chỉ điều gì không nhỉ? Tuy cửa cung hoàng hậu đã vắng lặng nhiều năm, nhưng chẳng lẽ ngay cả ngày lễ quan trọng như hôm nay mà hoàng thượng cũng không thèm để ý? Hay là vì liên quan tới chuyện nhà ngoại của hoàng hậu nên hoàng thượng giận lây sang hoàng hậu? Lầm gì nâng chén trà lên uống, đảo mắt thật nhanh qua người Huệ Phi nương nương. Huệ vi nương nương đang vô thức gõ các món tay được bao bởi bộ giáp bảo vệ dài thướt trên mặt bàn. Chi khi mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế, con người mới có thể thong dong như vậy. Trong cổng Huệ Phi không hề kính cẩn với Hoàng hậu như mặt ngoài. Hiện giờ Hoàng hậu chỉ có cái danh mà thôi, vị Huệ Phi hoa nhường nguyệt thẹn này mới thật sự là người tung hoành lục cung. Mọi người lễ phép ngồi yên, bề ngoài nhìn như đang thưởng thức trà ngon của cảnh nhân cung nhưng kỳ thật đều đang hỏi thăm tin tức lẫn nhau. Hoàng hậu dẫn Đức Phi, Huệ Phi và Thục Phi vào nội điện thảo luận. Nhóm công nhân chạy vào chạy ra rất nhanh lại đưa tin tức mới từ tiền triệu tới. Ai đó bỗng nhiên thẳng thốt kêu to một tiếng, mọi người theo tiếng nhìn sang, là con dâu cái thị của Trương Học Si. Tất cả đều biết cái thị vừa thất lễ, nhưng càng quan tâm sau đó cái thị sẽ làm gì hơn. Cây thị đứng dậy đi tìm nữ quan của cảnh nhân cung, nhỏ giọng cầu khẩn, phiền cô cô thông truyền một tiếng hồ. Thần thiếp, trường học sĩ xảy ra chuyện sao? Chu đại thái thái chân thị bắt đầu ngồi không yên, dòng tay lên thì loáng thoáng nghe được cái thị yêu cầu gặp hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, cái thị vừa bước vào liền quỳ xuống đất khẩn cầu, nghe nói cho chồng thân thiệp vừa chịu phạt ở tiên triều, cầu xin nương nương ở trước mặt hoàng thượng nói đỡ mấy lời cho ông ấy ông ấy đã lớn tuổi, chỉ sợ không chịu nổi. Hoàng hậu nghe vậy thì buông quân cờ bằng ngọc trong tay xuống bàn, hoàng thượng luôn kính trọng trương học sĩ mà, nữ giới nội cũng như chúng ta, tin tức nhận được chưa chắc đã chính xác. Vừa nói bà vừa ra hiệu cho nữ quan tới đỡ cây thị dày. Cây thị thấp giọng thút thít, cha chồng thần thiếp luôn không tranh quyền thế. Cần này nếu không phải vì, vì, thì đã không ra cớ xử thầm ý trong lời cai thị, mọi người đều nghe ra được. Hoàng hậu bảo nữ quan, đi lấy chén nước nóng tới cho trương phu nhân uống chấn an tinh thần. Tiệc mừng thọ của hoàng hậu nương nương còn chưa bắt đầu mà sóng gió đã nổi lên bốn phía. May thay nữ quyền được vào cung dự tiệc đều là người từng trải, cho nên bây giờ vẫn có thể bình tĩnh ngồi đó. Đến giờ khai tiệc, thánh giá vẫn không giá bộ tới cảnh nhân cung. Cho người bày tiệc đi hoàng hậu sai công nhân dọn thức ăn lên hoàng thượng vất vả vì chuyện nước nữ giới ở nội cũng như chúng ta không giúp đỡ gì được thì cũng không thể thêm phiền phức cho ngài vì những chuyện nhỏ nhặt này ngay cả hoàng hậu cũng đã nói như vậy đức phi huệ phi và thục phi đương nhiên không có dị nghị hoàng hậu vừa dứt lời bên ngoài bỗng vọng vào tiếng thông truyền thánh giá đến nữ quyến rối rít đứng dậy hoàng hậu cũng ra khỏi nội điện đón hoàng đế nhóm mệnh phụ được hoàng hậu dẫn đầu cung kính hành lễ. Hoàng đế ban lệnh bình thân rồi thong thả đi vào nội điện. Để hậu trò chuyện, mọi người đành đứng trong đại điện chờ lệnh. Hoàng đế ngồi trên giường êm, hoàng hậu tự tay dâng trà. Chén trà khám chữ thọ đỏ tươi, nắp mở hờ, bên trong tỏa ra hương trà đã được hãm đủ thời gian, hoàng đế không nhịn được ngước đầu lên nhìn, màu nước trà trong trèo đến mức chỉ nhìn cũng thấy thẩm tận rụt gan hoàng hậu lại tự tay pha trà hoàng hậu cười đoan trang mấy ngày nay thần thiếp thấy người khá hơn rất nhiều cho nên nhớ tới đã lâu không uống trà mình tự pha nhưng mãi vẫn không pha được bình nào hôm nay mới sai người lấy trà nhóm mệnh phụ dâng tặng ra pha thử thấy mùi vị vẫn như trước bàn bảo công nhân trừa lại một bình hoàng để nâng chén trà lên nếm một hớp quả thật vẫn là mùi vị cũ khi đó ông ở trên triều bị đại thần phụ trình áp chế tâm trạng bức bối nhưng chỉ cần uống một ly trà thế này thì lòng lại thư thái hơn nhiều thật lâu sau hoàng đế mới đặt chén trà trong tay xuống nắm lấy tay hoàng hậu tay hoàng hậu vẫn mềm mại như vậy tay nàng ấm áp hơn nhiều hoàng hậu mỉm cười may nhờ có thuốc bôi khang quận vương phi tặng nghe nhắc về khang quận vương phi hoàng đế nhớ tới lời đồn mình nghe được từ chỗ huệ phi trẫm nghe nói trong nhà khang quận vương không được in ấm lắm Hoàng thượng, nghe hoàng đế nói vậy, nụ cười trên mặt hoàng hậu liền biến mất, không biết là ai mà lại truyền ra những lời đồn như vậy. Bà kể lại chuyện khang quận vương phi chế thuốc cho mình, thần thiếp hỏi tới mới biết thì ra bọn họ chịu oan ức đến cỡ này. Người ta chỉ tách ngủ riêng có hai ngày, vậy mà lại bị bên ngoài đồn đại khó nghe như vậy. Nếu như thế là trong nhà không yên ấm thì mỗi ngày không biết phải có bao nhiêu người chạy tới trước mặt thân thiếp kể lể nữa. Hoàng đế nhíu mày. Không chỉ là chạy tới trước mặt hoàng hậu kể lể, ngay cả ông cũng bị buộc phải biết chuyện kia. Chuyện vợ chồng Khang quận Vương Bất Hòa sắp bị người ta lôi ra làm đề tài văn chương tới nơi luôn rồi. Hoàng hậu nói, Khang quân Vương Phi còn nhỏ tuổi, nếu do thân thiếp giám sát sơ suất, vậy thân thiếp có trách nhiệm gọi nàng ấy tới gian dậy một phen. Như thể Khang quận Vương Phi sẽ không thể ngừng đầu với các nữ quyền tôn thất khác nữa. Nhưng chỉ mới một hai ngày mà Vinh Thân Vương đã đưa hai thịt y qua đó. Chuyện nước không thấy nhanh tay nhanh chân như vậy, chuyện nhà của người khác thì tại hãng hải hơn ai hết. Sắc mặt của Hoàng đế xa sầm chấm biết rồi, ông vừa nói vừa nhìn Hoàng hậu, chấm vốn nên cùng dự tiệc mừng thọ của nàng. Hoàng hậu khẽ cụp mắt, thần thiếp hiểu, quốc sự quan trọng hơn. Lần sau nhất định sẽ bù đắp cho nàng, Hoàng đế áy náy ông cũng không giải thích được rốt cuộc là vì sao trẫm nợ nàng rất nhiều hoàng hậu ngẩng đầu lên trong đôi mắt vốn tĩnh tặng thoáng gợn sóng song bà chỉ khẽ cười hoàng để đứng lên rồi bỗng nhớ tới một chuyện khác nói vậy ra khang quận vương phi còn am hiểu y dược hoàng hậu cũng đứng dậy theo khang quận vương phi bái nhân ngữ thu tiên sinh làm thầy nhân tiên sinh tại vốn nổi danh thánh thủ thuốc này chính là khang quận vương phi mời nhân ngữ thu tiên sinh giúp điều chỉnh đấy. Ánh mắt hoàng đế hơi sáng lên, ông cẩn thận ngắm nghía hoàng hậu, chấm thấy nàng dùng thuốc này đúng là có khởi sắc hơn thật. Thần thiếp cũng thấy tả, uống thuốc nhiều năm như vậy mà không so được với thuốc bôi ngoài da này. Hoàng hậu vừa nói vừa kéo váy để độ dày dưới chân, trong giày còn bỏ cả thuốc bột Nhiều năm không nhìn thấy vẻ mặt tươi cười này của hoàng hậu, hoàng đế bỗng thấy động lòng, đã vậy thì triệu nhân ngữ thu tiến cung trần trị cho hoàng hậu đi. Hoàng hậu ngập ngừng, thần thiếp đương nhiên muốn vậy, chỉ là nhân gia. Hoàng đế trầm giọng nói, chính sự không liên quan đến nữ quyền, hoàng hậu cứ yên tâm. Dứt lời ông xoay người ra ngoài. Chương 177, hối lộ. Sau khi hoàng đế rời khỏi cảnh nhân cung, tiệc nhanh chóng được khai màn, cung phi và các ngoại mệnh phụ ngồi vào vị trí luôn miệng chúc tụng hoàng hậu nương nương trường thọ an khang dùng tiệc xong, mọi người lần lượt xuất cung. Lâm Di cùng Chu Đại Thái Thái chân thị trở về phủ Khan quận vương. Hai người đi gặp Chu lão phu nhân chào xong, Lâm Di trở về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi, còn Chu Đại Thái Thái chân thị lưu lại nói chuyện với Chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân tựa lưng trên giường La Hán, nheo mắt nhìn chân thị, thế nào? Sao mặt lại xanh như vậy? Trần Thị nhận lấy chùy mỹ nhân từ tay nha hoàn đấm chân cho Chu lão phu nhân, hạ nhân trong phòng đều vội vàng lui ra. Mẫu thân, Trần Thị không kịp chờ liền mập miệng ngay, chúng ta bị lừa rồi. Chu lão phu nhân mở to mắt. Trần Thị kể, hoàng hậu nương nương cũng gọi con dâu vào, tuy không nói rõ, nhưng ẩn ý đều là trách con dâu Lan truyền tin tức Trần Thị và quận vương gia bất hòa ra ngoài. Hoàng hậu vốn luôn hờ hững với mọi chuyện, vậy mà lần này lại lên tiếng bênh vực trần thị trần thị nói tiếp té ra trần thị luôn trốn trong phòng để chế thuốc quận vương ra không chịu được mùi thuốc nên mới dọn sang thư phòng ngủ hai vợ chồng kia tung hứng rõ ràng là muốn cho bọn họ nhìn thảo nào hoàng hậu lại trách tội thị thường xuyên ra vào phủ khang quận vương cũng chỉ có nhà thị mà thôi lúc trước người bên ngoài đều nói khang quận vương rất hòa thuận với nhà thúc thẩm mình trải qua lần này thế nào người ta cũng nghi ngờ sự chân thực của chuyện này, nhất là khi bọn họ còn từng ầm ĩ đến cả trước mặt hoàng hậu. Vốn muốn khiến Lâm Di mất mặt trong yến tiệc mừng thọ của hoàng hậu, ai ngờ thị mới là kẻ bị muối mặt, đến mức con dâu không dám ngẩng đầu nhìn mặt người khác. Mẫu thân không thấy dáng vẻ khi nói chuyện của Trần Thị đấy thôi, vừa khóc vừa cười, cũng không biết nước mắt ở đâu ra mà chảy tự nhiên thế nữa, cử như thật sự bị người khác bắt nạt vất ức lắm vậy. Ban đầu tất cả mọi người đều vây quanh thị sầm si với Trần Thị. Sau khi Trần Thị nói ra những lời kia, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển hướng đổ dồn về phía thị hết. Chu lão phu nhân im lặng nghe, thật lâu sau mới hỏi Trần Thị tiền chiều thế nào? Có nghe được tin tức gì không? Trần Thị đáp, dường như trương học sĩ xảy ra chuyện rồi, nhưng đến cùng là thế nào thì vẫn chưa hỏi thăm được, con dâu của trương học sĩ đi cầu xin hoàng hậu nương nương mà hình như hoàng hậu nương nương không đồng ý giúp. Lúc ấy con dâu của trương học sĩ rõ ràng là vừa khóc vừa đi ra khỏi nội điện. chu lão phu nhân lục chuỗi Phật Châu trong tay áo, vừa định lần thì không ngờ lại sẩy tay, đánh rơi chuỗi Phật Châu xuống sàn, khiến dây chuỗi đốt vụt. Trần Thị giật nảy mình, thân ma ma bên ngoài cũng hốt hoảng chạy vào, hai người vội vàng nhật các viên Phật Châu tài. Chuỗi Phật châu này xin được từ chuyến viếng chùa Thanh Hoa cần trước, hôm nay mới lấy ra dùng mà, tại sao chưa gì lại bị đứt thế này? Bỏ đi, chu lão phu nhân phất tay, mai tại đi xin dây khác. Thần ma ma nói, chắc do lúc lấy ra nô tỳ không cẩn thận, không cài kỹ chốt. Vừa nói bà ta vừa nhìn sợi dây cước trong tay chu lão phu nhân, lão phu nhân nhìn xem, quả nhiên là vậy. Chu lão phu nhân còn chưa lên tiếng thì chân thị đã nói rõ ràng là điềm báo sắp có chuyện năm nào chúng ta cũng tới chùa thanh hoa xin phật châu nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy chu lão phu nhân liếc nhìn chân thị chân thị liền im bặt chu lão phu nhân nói có thời gian rảnh rỗi ngồi đây nói nhảm sao không sắp xếp người ra ngoài hỏi thăm tin tức đi chân thị đỏ mặt vội vàng vâng một tiếng rồi đi ra ngoài tiệc mừng thọ của hoàng hậu kết thúc các nữ quyến đều về nhà chiều trầu còn chưa tan mà các nhà đã bắt đầu trăm phương nghìn kể hỏi thăm tin tức. Trong đó được quan tâm nhất là chuyện nhà của Quảng Bình Hầu và Trương Học Sĩ. Lão thay thay nhánh cả Trần Gia đang ở trong phòng nghỉ ngơi, tiểu tiêu thị thì nóng ruột đến mức liên tục đi qua đi lại. Lão thay thay nhánh cả mở mắt ra nhìn tiểu tiêu thị, đừng đi nữa, ta nhìn mà chóng cả mặt. Nghe vậy tiểu tiêu thị mới dừng chân, con sợ quá, mẫu thân nói xem, thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ lão thái thái nhánh cả không buồn nhấc cả mí mắt chẳng phải lục nha đầu đã cho người đưa tin về rồi sao nói là nói thế nhưng chưa gặp được trần doãn viễn tiểu tiêu thị vẫn không thể yên tâm sợ cái gì mà sợ lão thái thái nhánh cả hơi cau mày ngay cả trịnh các lão cũng bị tổ con còn sợ thêm một quảng bình hầu ư tiểu tiêu thị ngồi xuống con thật sự không rõ làm sao mẫu thân có thể không lo lắng chút nào vậy khang quận vương gia và hầu gia mâu thuẫn thể nào cũng phải có một bên sai lâm di lại ủng hộ lão gia dâng tấu không còn ai giúp đỡ quận vương gia không hẳn phải là người nhà giúp đỡ mới có được kết quả tốt lão thay thay nhánh cả nói lâm di nói với ta rằng quốc cữu gia cũng đồng ý dâng tấu trương như vậy chuyện xây dựng thủy quân phúc kiến tất nhiên chỉ là vấn đề thời gian thôi mà đánh giặc ma cũng là chuyện không tránh được nhưng tính cách hầu ra thế nào đâu phải con không biết bảo nó nói lời trải lương tâm là chuyện khó như lên trời người khác chỉ cần vài ba câu sẽ đôn ngã nó ngay nếu hoàng thượng coi trọng nó chỗ chính trực không bằng cừ để nó nói thật suy nghĩ trong lòng đây cũng là ý của khang quận vương chưa kể ở trước mặt hoàng thượng không nhất định phải tranh đúng hay sai mấu chốt cũng không phải ở chuyện thành lập thủy quân hay không tiểu tiêu thị vẫn mù mờ mấy vấn đề chính trị này con dâu nghe mà như trên mây vậy nhưng chỉ cần quân vương gia và hầu gia đều bình yên con dâu nguyện ăn chay một năm lão thái thái nhánh cả thở dài đây chính là ưu điểm của tiểu tiêu thị luôn hướng về người nhà không giống như lâm di bất kể là chuyện nhà hay chuyện triều chính ưu điểm cũng như khuyết điểm của con bé là quá thông suốt lúc mới biết chuyện nhân gia ngay cả bà cũng thấy khó xử ai ngờ lại khiến quận vương gia và lâm di nghĩ tới biện pháp quyết liệt như thế một trong một ngoài phối hợp sắp xếp làm kẻ tính toán mình phải ôm thiệt chưa kể con rể và nhạc phụ bất đồng chính kiến càng chứng tỏ khang quận vương và trần gia không hề hành xử vì tình riêng những kẻ tố cáo bọn họ sẽ bị chặn cứng họng văn võ trong kinh đều biết hoàng thượng có ý định xây dựng thủy quân nhưng lại tránh không nhắc tới mà chỉ chăm chăm tổ tụng phe chủ chiến. Chỉ cần làm lớn chuyện này, những kẻ hùng hổ vạch tội người khác mới thật sự có mưu đồ riêng, trong thời khắc mấu chốt không phân yêu giúp hoàng thượng mà chỉ biết chăm chăm mượn chính sự để diệt trừ phe đối lập. Cử như vậy, những người thoải mái ngôn luận trên triều sẽ có công và làm đúng bổn phận của một thần tử. Bất kể là trịnh gia, khang quận vương hay trần gia đều sẽ vô sự. Vì vậy mà nhà trương học sĩ, lão thần đứng ra tố cáo khang quận vương và trần doãn viễn, mới hỗn loạn đến như vậy. Nói cách khác, đây chính là biện pháp hiệu quả nhất để đối phó với tình hình hiện giờ. Lá gan của con bé này lớn thật, cũng chính lục nha đầu đề nghị nhân ngữ thu làm thuốc tặng cho hoàng hậu nương nương. Lâm gì ở trong sân uống trà, đã mấy ngày không được thư thái như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng có thể vừa chống cằm ngắm nhìn cảnh trí trong viện vừa nhập trà thưởng thức rồi quất hồng bỏ thêm hương liệu vào lò hương, là mùi hoa quế vàng, vô cùng ngọt ngào. Hồ đào mang chăn nệm tới trước có hương hong, xong xuôi quất hồng đi vào trong bẩm báo với Lâm Di, quận Vương Phi. Sáng sớm quận Vương Gia có nói rằng hôm nay muốn chuyển chăn nệm ở thư phòng về đây à? Đúng là ngủ riêng thêm một ngày cũng không chịu. Nghĩ tới đêm nào Chu Thập Cửu cũng đứng dưới tảng cây nhìn vào phòng, Lâm Di cảm thấy mặt bị phơi nắng hơi quá rồi, cho nên dứt khoát giơ tay áo lên che đầu đi vào phòng. Nghỉ ngơi lại sức xong, Lâm Di mới để Bạch Thược đỡ đứng dậy. Lúc này bà tử canh cửa bỗng vào báo, "Đại lão ra tới ạ." À? Chuyển biến hình hình hiện giờ vượt khỏi dự kiến của Chu lão phu nhân, cho nên Chu lão phu nhân mới sốt ruột để Chu Nguyễn cảnh ra ngoài hỏi thăm tin tức. "Có phải tối lại muốn ở trong phủ dùng bữa không ạ?" À? Linh Lung nhỏ giọng hỏi. Cứ bảo nhà bếp chuẩn bị khẩu phần như bình thường. Lâm Di mỉm cười, Chu đại thái thái chân thị trải qua chuyện lần trước nên đã có bài học rồi, trong tình hình này trở về nhà chính Chu gia vẫn tốt hơn. Dứt lời Lâm Di bỗng hỏi về hai thị tỳ do Vinh Thân Vương đưa tới, bọn họ sao rồi? Bạch Thược đáp, chuyện gì cũng không chịu làm, ngoại trừ đánh đàn hát khác thì chẳng đụng tay làm gì. Thị tỷ được nuôi dưỡng ở phủ Vinh Thân Vương, đương nhiên là mười ngón tay không dính nước rồi. Chẳng qua, không biết lao động chân tay thì vẫn có thể nghe sai vặt mà. Bảo bọn họ tới đi cùng ta tới phòng lão phu nhân, về sau cứ xếp làm nha hoàn tam đẳng đi. Nhà hoàn tam đẳng sẽ thường xuyên cùng nàng đi lại khắp nơi, Chu đại thái thái liên tục cho người hỏi thăm tình hình của hai thị tỷ này. Vậy hôm nay nàng sẽ dẫn họ tới phòng chu lão phu nhân, để chân thị nhìn cho đã mắt. Tính ra nàng cũng phải cảm ơn chân thị, không nhờ chân thị ra ngoài tung tin thật thật giả giả vinh thân vương đã không gửi thị tỳ xinh đẹp tới đây lâm di dẫn hai thị tỳ tới phòng chu lão phu nhân sai họ châm trà cho chu lão phu nhân ánh mắt của chu đại thái thái chân thị thi thoảng lại rơi lên người hai thị tỳ chu nguyễn cảnh ngồi cạnh vẫn như không nhìn thấy chỉ một mực cúi đầu uống trà đại bá có hỏi thăm được tin tức gì không lâm di hỏi thẳng chu nguyễn cảnh hơi cau mày vẫn chưa rõ lắm biểu cảm rõ ràng như muốn che giấu cái gì đó, lời lẽ cũng hơi hướm sự chán ghét dành cho nàng. Nói cách khác, không có tin gì xấu của Chu thập cửu hết, bằng không Chu Nguyễn Cảnh đã lập tức tung tin vào mặt nàng rồi. Lâm Di cụp mắt, chỉ chốc lát sau thân ma ma ra ngoài hỏi thăm cũng trở lại. Có tin ạ, thân ma ma vào phòng, đi đến trước mặt Chu lão phu nhân nói khẽ. Chu lão phu nhân im lặng lắng nghe. Thân ma ma kể Trương Học Si ngất xỉu trong cung, được đưa về Trương gia rồi. Bà ta dùng một chút, nô tỳ cũng nghe người Trương gia nói, Trương Học Sĩ cứ luôn miệng hô hào rằng mình đã cao tuổi, muốn từ quan về quê. Trương Học Sĩ được khiêng ra khỏi cung, buổi chiều trầu nay rốt cuộc cũng tan. Tin tức về buổi chiều trầu tựa như lửa cháy trên cánh đồng khô, chẳng mấy chốc đã lan khắp các ngõ ngách của kinh thành. Trương Học Sĩ từ quan, Hoàng thượng chuẩn tấu ngay tại chỗ. Còn nói thêm một câu, trương ái khanh già rồi. Chỉ một câu này cũng đủ khiến những vị quan văn từng dâng sớ tố cáo khang quận vương và trần doãn viễn hoảng loạn. Hoàng thương cũng ban cho trương học sĩ 1.300 lượng bạc trắng ngay tại chỗ. Trương học sĩ nghe xong liền mất xìu. Về sau mọi người hỏi thăm xong mới biết nguyên do vì sao trương học sĩ đồng ý lên tiếng trên chiều. Con trai út của trường lão học sĩ thua tiền ở sòng bạc còn đã thương người ta tiền tích góp cả đời của ông ta đều bị lấy ra bù đắp cho sự tiêu pha của đứa con trai này, nhưng bù thế nào cũng không đủ, của cải trong nhà đội nón đi hết mà vẫn còn nợ sòng bạc những 3.300 tượng Qua túng quẫn, trương học sĩ đã nhận hối lộ 2.000 tượng của người ta. Hoàng thượng ban thưởng 1.300 lượng, vừa đủ bù số bạc mà con trai út trương học sĩ thiếu nợ. Trương học sĩ vừa nhìn tiền hiểu, hoàng thượng đã biết hết mọi chuyện rồi. Chương 178, tức giận. Chu đại thái thái Trần thị nhớ đến dáng vẻ kinh ngạc hoảng hốt của con dâu trường Trương gia, thì ra con dâu Trương gia đã sớm biết được hành động bao che của Trương học sĩ dành cho tiểu thúc, thấy tinh thể không ổn nên bẩm báo cho hoàng hậu biết. Em trai út của chồng. Trương sĩ cũng được tính là một vị quan thanh liêm, chỉ có một khuyết điểm là quá nuông chiều con trai út, khiến Trương gia luôn nháo nhào không yên. Một quãng thời gian trước bởi vì con dâu trường dùng lật thép chị con trai út của mình trương học sĩ còn náo loạn một trận với con dâu tuyên bố rằng chỉ cần còn sống ngày nào ông ta sẽ che chở con trai út ngày đó sau tiệc mừng thọ hoàng hậu giữ con dâu trường trương gia lại tra hỏi con dâu trưởng trương gia ấp a ấp ốm thuật lại đầu đuôi chuyện trong nhà hoàng hậu mới biết về sự hồ đồ của trương học sĩ câu ái khanh già rồi của hoàng thượng là nói trương học sĩ mắt mờ không phân được thị phi. Sau đó, Trương học sĩ không tránh khỏi việc bị định tội nhận hối lộ để tổ khang quận vương và trần doãn viễn, khiến tất cả các quan văn từng dâng tấu sớ đều thấy bất an. Lâm di nhàn nhã ngồi nghe, ung dung đưa tay dùng nắp chén gạt lá trà trong chén, ngược lại với Chu Nguyễn Cảnh càng nghe càng trao mày. Chu lão phu nhân vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, nghe xong cũng chỉ thở dài, sao Trương học sĩ lại hồ đồ như vậy? Chu Nguyễn Cảnh tức mà không phát tác được, vừa hay nghĩ tới Chu Nguyễn Quý, bởi vậy con mới nói nhị đệ không nên tiếp tục chơi bời với đám người kia nữa, bằng không về sau thế nào cũng giống như Trương lão nhị cho mà xem. Chu Nguyễn Cảnh bắt đầu của trách đệ đệ, Lâm Di nghe không lọt tai chuyện nhà của bọn họ, nên đứng dậy bảo, cháu xin phép đi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, tối quận vương gia trở về chúng ta lại nghe xem quận vương gia nói thế nào trần thị vội vàng đứng dậy cười nói chúng ta sẽ về không ở lại ăn tối đâu quận vương gia đã bận rộn vì chính sự lắm rồi chúng ta không tiện làm phiền thêm hễ nghĩ đến ánh mắt đầy thâm ý của hoàng hậu trần thị liên cảm thấy lạnh sống lưng chỉ muốn về nhà ẩn một thời gian đồng thời thương lượng với chu nguyễn cảnh xem nên làm thế nào lâm di tươi cười đáp đại tẩu khách khí quá rồi trần thị nhìn ánh mắt lóe sáng của lâm di mà thấy cuống họng như nổi lửa hai bên rõ ràng đều đang nói lời khách sáo. Nếu là người khác thì ít nhất sẽ đẩy đưa mấy câu cho ra vẻ. Bình thường Trần Thị ở trước mặt người khác đều đeo bộ mặt khang quận Vương Phi tự nhiên phóng khoáng. Nhưng mỗi lần đôi mắt kia quét tới chỗ Thị, bên trong lại chứa đầy sự đùa cợt lẫn mỉa mai. Khóe miệng hơi nhếch, nụ cười vừa đủ, khiến người ta nhìn không thấu nhưng vẫn có thể biểu hiện cảm xúc cần có. Chù Nguyễn Cảnh và Trần Thị đi rồi. Lâm Di cũng trở về phòng để quất hồng hầu hạ mình thay quần áo. Đến hết giờ làm ở nha môn, tin tức lần lượt đưa về, trương học sĩ được đưa ra khỏi cung, buổi chiều trầu rốt cuộc cũng kết thúc, song hoàng thượng lại truyền nhân phụng trúc yết kiến. Dưỡng tầm điện đóng cửa, tình hình bên trong rốt cuộc là thế nào chẳng ai biết được. Lâm Di đến tiểu viện nhân gia thuê ở tạm trong kinh tìm nhân ngữ thu trò chuyện. Nhân ngữ thu đang ngồi trước bàn viết chữ, nhìn thấy Lâm Di thì để bút trong tay xuống, cười hỏi, sao quận Vương Phi lại tới đây? Nhân ngữ thu trông vẫn bình thản, nhưng thật ra đang vô cùng lo lắng cho huynh trường, bằng không nàng đã chẳng theo huynh trường vào kinh. Lâm Di kể lại cho nhân ngữ thu tin tức mình vừa nhận được, tiên sinh đừng sốt ruột, nếu muốn giận cho đánh mèo với nhân gia, hoàng thượng đã sớm hạ lệnh từ lâu rồi, cần gì phải tốn công tốn sức đi đường vòng như vậy. Nhân ngữ thu uống một lớp trà, gật đầu ta hiểu ý quận vương phi nàng mỉm cười có người bên trong chu toàn luôn yên tâm hơn bằng không lấy tính tình của khang quận vương anh ta chắc chắn sẽ không giúp đỡ ca ca từng nói trong số hoàng thất thiên tử các đời chỉ cần là con cháu chu thị hễ xuất sắc thì đều tàn nhẫn tuyệt tình như nhau lâm di cười khẽ cũng nhờ tiên sinh chịu tin ta không nói hai lời đã phối hợp với nàng chế thuốc cho hoàng hậu nhân ngữ thu chớp mắt hoàng hậu nương nương chịu dùng thuốc lâm di gật đầu hoàng hậu nương nương còn nói tiên sinh quả nhiên xứng danh thánh thủ muốn mời tiên sinh tiến cung trần trị nói cách khác hoàng hậu đồng ý giúp nhân ra lâm di củi đầu nhìn bảng chữ của nhân ngư thu điều quan trọng nhất chính là hoàng hậu có ý tìm người giúp mình khiến cảnh nhân cung phồn hoa trở lại hoàng hậu bệnh nhiều năm như vậy nguyên nhân chính là khúc mắc giữa hoàng thượng và nhà mẹ đẻ khiến bà đâm ra chán nản với cuộc sống lâu dần trở thành bệnh tật quấn thân uống thuốc do thái y viện kê mỗi ngày cũng không thấy khá hơn nếu muốn thay đổi cục diện này điều kiện tiên quyết là phải chờ đúng thời cơ nhân ngữ thu tiên sinh có thể trị hết bệnh cũ lẫn tâm bệnh của hoàng hậu hay không vậy phải còn xem ý của bà tình ý giữa đế hậu vẫn còn đó chẳng qua không ai chịu cúi đầu nhường bước thôi nhân ngữ thu cầm bàn cờ bằng bạch ngọc lên chuẩn bị đánh cờ với Lâm Di, nhìn chuyện của người khác thì thông suốt như thế, vậy em định khi nào mới cúi đầu đây? Bàn tay cầm quân cờ đen của nàng thoảng khựng lại, tiên sinh đang nói về nàng và Chu Thập Cửu, tiên sinh diễu cợt ta. Giữa nàng và Chu Thập Cửu không giống vậy, nàng vốn không muốn gả cho Chu Thập Cửu, sau khi hôn ước được xác định nàng mới muốn sắm tốt vai khang quận Vương Phi này. Nói thế nào thì cuộc hôn nhân này cũng là giao dịch đôi bên cùng có lợi, Kẻ nàng cần đối phó là thấm nương của Chu Thập Cửu chứ không phải mẹ chồng chân chính, và Chu Thập Cửu đã nhận cười sẽ tận lực bảo đảm sự bình an cho gia đình nàng. Mặc dù đây không phải là cuộc sống nàng mong muốn, nhưng tính ra Chu Thập Cửu cũng có thể cho nàng sự yên bình tương đối. Con người quý ở chỗ biết đủ, như hiện giờ đối với nàng mà nói đã đủ rồi. Cho nên lần này nhận ra gặp chuyện, Chu Thập Cửu không chịu nhượng bộ, nàng cũng không hơn dỗi trong mắt chu lão phu nhân nàng đang làm mình làm mấy buộc chu thập cửu vào khuôn khổ nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại nàng không quen dựa dẫm người khác thay vì vất vả tìm chỗ dựa nghĩ cách tự lực cánh sinh vẫn hơn từ chỗ nhân ngữ thu tiên sinh trở về phủ khang quận vương lâm di vừa xuống xe ngựa thì cùng mama chạy tới đón quận vương ra về rồi à đang ở trong phòng thay đồ bảo linh lung tìm cái đai lưng thiêu đầu thuồng luồng mà quận vương phi vẫn chưa thiêu xong làm con bé cuống cuống không biết làm sao ăn nói với quận vương gia. Bây giờ quận vương gia vẫn chưa cởi quân phục đây à? Lâm Di vừa đi vừa nghe báo cáo, đến thềm cửa, nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chu Thập Cửu ngồi ngay ngắn trên ghế, đang thong thảo uống trà như thường lệ, trong khi Linh Lung và mấy nha hoàn hầu hạ một bên toát mồ hôi lạnh. Thảo nào cũng ma ma lại nóng ruột đến vậy. Hạ nhân cả phòng vì một cái đai lưng mà bắt Khang Quận Vương ngồi đọc sách uống trà với quan phục chỉnh tề. Lâm Di vào phòng, nói với Linh Lung, "Đai lưng đầu thuồng luồng kia ta vẫn chưa thiêu xong, lấy cây thiêu bông lúa màu cam nhạt ấy." Nhà hoàn cả phòng như được đại xá, Linh Lung cũng thở phào một hơi dài. Lâm Di đón lấy trường bào và đai lưng từ tay Linh Lung rồi cùng Chu Thập Cừu vào phòng xếp giúp anh chàng thay y phục. Bạch Thược nhận được ánh mắt ra hiệu của Linh Lung, hai nha đầu ra ngoài nói chuyện đã xảy ra chuyện gì vậy? nghe bạch thược hỏi linh lung gần như muốn hòa khóc quận vương gia đòi cái đai lưng mà quận vương phi vẫn chưa làm xong em cầm cái khác tới quận vương gia lại không chịu thay bạch thược an ủi cô nhóc rồi em bị quân vương gia giày la sao linh lung khẽ lắc đầu không có chỉ là quận vương gia cứ ngồi đó bọn em không biết làm thế nào mới ổn thà bị ngài ấy giày la còn hơn Bạch Thược thắc mắc, sao em không đi hỏi ngày ấy? Linh lung mếu máo, cùng mama có tới hỏi, nhưng quận vương gia lại nói là muốn chờ quận vương phi về. Bọn em nào dám nhiều lời nữa, quận vương gia thường hay cười đấy, nhưng... Linh lung bỏ dở câu nói, em thà bị Quảng Bình hầu ra trợn trừng quát tháo còn hơn. Bạch Thược nghe vậy, thật sự cũng giờ khóc giờ cười. Linh lung dùng ánh mắt van lơn nhìn Bạch Thược, lần sau quận Vương Phi ra ngoài, bạch thược tỷ tỷ cho em đi cùng với, quất hồng lớn gan hơn, để tỷ ấy ở nhà đi. Linh lung vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên một tiếng xí, quất hồng nhướng mày đi ra, con nhóc nhà người tốt bụng ghê nhỉ, uổng công bình thường lúc nào ta cũng nghĩ cho ngươi, bây giờ lại bị người bán đứng. Linh lung oan ức nhìn quất hồng. Quất hồng tức giận nói, lần sau cử để cô nàng ở nhà hầu hạ đi bạch thược tỷ tỷ. Linh lung vội xin tha, tỷ tỷ tốt, em sai rồi, lần sau không dám ăn nói lung tung nữa, tỉ tỷ tha cho em lần này. Trong phòng xếp, Lâm Di nhón chân rút nút thắt trên áo chu thập cửu. Chu thập cửu cúi đầu nhìn Lâm Di, khóe miệng vẫn treo nụ cười mỉm muôn thừa, chờ Lâm Di vòng tay quanh eo định cởi thắt lưng, chàng bèn tiện tay kéo Lâm Di ôm vào lòng. Ánh mắt trong trẻo của chàng chuyển sang chậu mẫu đơn bầy trên bàn thấp, một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, hương hoa nhàn nhạt theo gió lan tỏa khắp phòng. Chu thập cửu tựa đầu vào vai Lâm Di, khẽ cười, em đuổi ta ra thư phòng ngủ, mấy ngày nay nửa bước ta cũng không được vào đây, chỉ có thể đứng ngoài kia nhìn em, chuyện của nhân gia lần này ta không nhúng tay vào, phải làm gì để đoái công chuộc tội đây nhi? Nói Chu thập cửu hoàn toàn phủi tay làm ngơ với chuyện của nhân gia thì hơi không công bằng, trên chiều đều do một tay quận vương gia giàn xếp, làm sao có thể nói là không có công hỗ trợ chứ? Có thể tránh nặng tìm nhẹ, khéo léo đẩy những quan viên luôn miệng xỉa sói người khác ra đứng mũi chịu sào trước sự chán ghét của Hoàng thượng. Bất kể là chu thập cửu hay là trần gia, ai cũng có phần giúp nhận ra giảm tội. Mấy ngày nay thư phòng lạnh vô cùng mà ta vẫn phải cùng phụ tá bàn chính sự đến khuya, chưa kể đồ ăn nữ đầu bếp làm vô cùng khó nuốt. Tối này em làm canh mang đi. "Phải sới cho ta nhiều thêm một bát đấy." Hệt một đứa trẻ muốn đòi ăn kẹo vậy, có khác chăng là đứa trẻ này đang quấn lấy nàng đòi ăn canh măng. Trước khi ra ngoài ta đã vào bếp bắc nồi măng tên hầm rồi. Lâm Di cười nói, "Chu Thập Cửu im lặng một thoáng, thật sự không trách ta nữa." Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn nụ cười trên mặt Chu Thập Cửu, gật nhẹ. Dưới ánh nắng buổi trời chiều, khuôn mặt của Chu Thập Cửu hơi ửng đỏ song ánh mắt càng thêm sáng ngời. Chàng đưa ngón tay ra chính tại tóc mai cho Lâm Di rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên chán nàng. Nguyễn Nguyện xưa nay luôn giữ lời, xem ra ta không cần sợ ngày nào đó lại bị đuối sang thư phòng ngủ nữa. Lời này của đối phương bất giác khiến lòng Lâm Di sinh ra một cảm giác là cả, khó tả thành tới. Chương 179, mặt dày. Lâm Di cùng Chu Thập Cửu ra khỏi phòng xếp, cùng Ma Cha tới nói, cơm tối chuẩn bị xong rồi à? Nhưng lão phu nhân mới sai người tươi mới quận vương gia và quận vương phi sang tam tiến viện dùng cơm. Thẩm nương đã cho mời, đương nhiên không thể không đi. Lâm Di nghiêng đầu nhìn Chu Thập Cửu. Em cứ ở đây chờ. Chu Thập Cửu mỉm cười, ta đi thỉnh an một lát rồi trở lại ngay. Tức là không cần nàng đi cùng, vậy nàng chẳng khách sáo làm gì cho mệt thân. Lâm Di Tiến chu thập cửu ra khỏi phòng rồi xoay trở vào bảo cùng Mama dọn cơm lên. Cùng Mama nhỏ giọng hỏi, quận Vương Phi không sang đó có ổn không? Ngộ nhỡ bị người ta nói ra nói vào, đang ở thời điểm nhạy cảm nên không phải sợ, chỉ cần chu lão phu nhân dám nói, nàng sẽ dám nhận. Bây giờ mọi người đang mở to mắt nhìn hai nhà bất hòa thế nào, việc gì nàng phải diễn trò giúp bọn họ che đậy chứ? Lúc này nghĩ làm sao mới tốt, không cần đeo mặt nạ mà sống, miễn cho bọn họ diễn xuất vất vả, nàng còn phải đối phó với vỗ tay khen hay nữa. Chu lão phu nhân ngồi xuống chiếc giường gỗ chạm trổ hình hoa cúc và mẫu đơn đặt ở phía đông phòng, thân ma ma đích thân vén rẻm lên đón Chu Nguyên Triệt. Chu Nguyên Triệt khom lưng hành lễ với trưởng bối, thân ma ma cẩn thận bưng lò hương nhỏ khảm hoa hải đường đặt lên bàn rồi lui ra ngoài. Chu lão phu nhân nhìn Chu Nguyên Triệt nhấp một hớp trà, sau đó chống người dậy hỏi mấy ngày nay bên ngoài ầm ĩ cũng không biết mọi chuyện nghiêm trọng tới mức nào lúc nãy nghe nói cháu đã về nên ta mới có ý định bảo hai đứa sang đây ăn cơm tối bên kia đã dọn cơm rồi à chu nguyên triệt cười nói sau đó quay đầu nhìn xung quanh đại ca với đại tẩu hôm nay không đến sao chu lão phu nhân nở nụ cười hiền có đến nhưng bọn nó chỉ ngồi một lát về rồi chu nguyên triệt cũng mỉm cười đại ca có đề cập với cháu rằng muốn xin một chức quan thời gian qua mãi cháu vẫn không tìm được cơ hội giờ vừa hay quân đội trong kinh muốn chiêu mộ con cháu tôn thất cháu đã tiến cử tên đại ca lần này có tới hai mươi mấy chỗ trống cháu thấy thế nào đại ca cũng được chọn lúc nào không tiến cử lại chọn ngay lúc này thoạt nhìn là chuyện tốt nhưng nếu để người ta nối trình tự sự kiện lại với nhau bọn họ sẽ giống như đang ép khang quận vương chạy trọt cho nguyễn cảnh vậy chu lão phu nhân không nói lời nào chu nguyên triệt tỏ ra hơi do dự hoàng thượng từng nói tôn thất cũng phải dựa vào tài văn võ của bản thân để tiến lên cho nên cơ hội như thế này rất hiếm mặc dù chức quan không cao lắm nhưng nếu lập được công về sau cũng có chỗ đứng chưa gì đã chặn họng bà ta rồi bây giờ nói không chịu thì sẽ giống như chê bai chức quan quá nhỏ đồng ý hay không đồng ý đều sai cả chu lão phu nhân thở dài đại ca cháu nào có phẩm chất làm quan chứ? E rằng nhận chức xong chỉ biết bôi đen mặt mũi của cháu thôi. Bà ta dùng một chút, nhà chúng ta chỉ cần bình an là tốt lắm rồi. Có cháu nhậm chức trên triều đã đủ vinh hiển, cũng chẳng có bao nhiêu tổn thất có con cháu nhập sĩ. Chức quan này tuyệt đối không thể nhận, muốn đè đầu bà già này không dễ dàng như vậy đâu. Chu lão phu nhân hiền từ nói tiếp, thúc phụ cháu và ta chuyển vào phủ khang quận vương đã khiến người ta dèm pha rồi cháu còn làm vậy thì e rằng bọn ta sẽ không biết giấu mặt vào đâu nếu đại ca cháu có bản lĩnh sớm muộn gì cũng có cơ hội biểu hiện mà cháu chỉ mới vào hộ quận doanh được một thời gian thôi lúc này phải ngụp kép chu lão phu nhân mới nói tới đây bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân hối hả chưa thấy bóng mà đã nghe được giọng nóng ruột của chu đại thái thái chân thị mẫu thân nói gì vậy sao lão gia lại không có bản lĩnh chứ chẳng phải tôn thất như chúng ta không được phép tham gia khảo thí văn võ, muốn nhập sĩ thì cần phải có tiến cử ư. Không xin tiến cử thì làm sao lão gia có thể thỏa ước mong được công hiến cho đất nước đây? Chu lão phu nhân cau mày nhìn thân ma ma, thân ma ma chưa kịp ra ngoài đón thì chân thị đã phất khăn đi vào nhà. Chân thị vừa hành lễ với Chu lão phu nhân xong, lại thêm một chàng bước chân vang lên, sau đó Chu Nguyễn Cảnh cũng vào theo. Nhìn dáng vẻ mặt trước một sau sốt ruột của phu thê hai người, Chu lão phu nhân không nhịn được nhíu chặt mày, quát lớn, làm gì vậy hả? Trần thị đỏ mặt, siết chặt khăn tay, nhưng nghĩ tới chức quan cho Chu Nguyễn Cảnh đã ở trước mắt, nếu bỏ lỡ cơ hội này không biết phải chờ tới bao giờ nữa, lá gan thị lại to lên, mẫu thân, những gì con dâu nói đều là sự thật, người xưa có câu nhập sĩ trọng hiền không tự thân thích không thể bởi vì quận vương gia mới được khen thưởng mà bắt lão gia phải tiếp tục chờ. Người Chu Nguyễn Cảnh đầy mùi rượu, ánh mắt gã chĩa thẳng về phía Chu Nguyên Triệt, số con cháu tôn thất xin triều đình công ăn việc làm không phải ít, quận vương gia có thể tiến cử, vậy con cũng có thể cống hiến cho triều đình. Trần thị và khan tay, phải đó mẫu thân, sao lão gia có thể khiến quận vương gia mất mặt được? Quận vương gia tiên cử ai cũng vậy thôi không bằng tiến cử người nhà nói tới đây thị cẩn thận nhìn chu lão phu nhân dò xét mẫu thân cử yên tâm đi nguyễn cảnh nào phải hạng chỉ biết chơi bời lêu lổng hay vô công rỗi nghề lúc trước nhà mời sư phụ dạy võ nguyễn cảnh cũng theo học đàng hoàng mà bằng không quận vương gia đã chẳng tiến cử chàng chu lão phu nhân vỗ mạnh xuống mặt bàn giờ chẳng đứa nào chịu nghe lời ta nói hết phải không trần thị lập tức ngậm miệng chu nguyễn cảnh vẫn dướn cao cổ không chịu cúi đầu chân thị liếc mắt về phía phu quân ra hiệu chu Nguyễn triệt mim cười thẩm đừng tức giận đại ca đã quyết tâm như vậy sao không để huynh ấy thử một lần xem dứt lời chàng đứng dậy đại ca và đại tàu ngồi chơi với thẩm nương ta còn công vụ phải xử lý nên về trước đây thân ma ma đưa tiễn chu nguyễn triệt ra khỏi phòng cửa phòng đóng lại chu lão phu nhân lập tức liếc về phía chu nguyễn cảnh ngay cả là chức quan gì cũng chưa rõ mà đã vội vàng nhận lời ngộ nhỡ đẩy cậu vào hộ quân doanh về sau cậu xảy ra chuyện muốn quận vương gia nhận tiếng vì đại nghĩa không quản người thân à chu nguyễn cảnh mở to hai mắt chẳng phải nói tiến cử con làm thị vệ sao chu lão phu nhân nhìn con trai và con dâu đã xỉu hơi cười khẩy ngay cả ta cũng không nghe thấy là làm thị vệ hai đứa bây làm sao biết vậy Trái tim vốn phừng phừng lửa cháy của chân thị tựa như vừa bị một chậu nước lạnh hắt trúng. Thị dùng mình, là bà tử trong viện quân vương phi nói cho con biết, nghe thể con với lão gia mới chạy tới đây. Tốn công cài tay mắt vào phủ quận vương, kết quả tay mắt lại bị người ta lợi dụng. chu lão phu nhân nhìn về phía thân ma ma, nói lại cho đại thái thái nghe vừa rồi quận vương gia bảo thế nào đi. Chân thị nhìn sang thân ma ma, thân ma ma lúng túng gật đầu rồi thuật lại từng chữ một. Bấy giờ chân thị mới chịu tin, mẫu thân. Thật sự không thể trách con dâu. Con dâu ở ngoài nghe thấy những lời kia của mẫu thân. Có khác nào muốn chặn đường làm quan của lão ra đâu. Cho nên con dâu mới sốt ruột. Chù Nguyễn Cảnh vẫn chưa tỉnh táo, gấp cái gì. Con cháu tổn thất nhập sĩ nhiều như vậy. Ta tới nha môn cũng chỉ quan trọng được ăn uống miễn phí thôi nhà tam thúc cũng thật là đầu lưỡi bị cắt hay sao nói một câu cũng thiếu đầu thiếu đuối mà bất kể là chức gì bọn chúng còn có thể làm gì ta chứ ngộp kép với chu nguyễn cảnh mặc kệ là đang vui hay buồn quan trọng nhất vẫn là được một bữa rượu thịt thỏa thích trước trần thị đã sớm sắp xếp đầu vào đó hết rồi chỉ chờ chu nguyên triệt trở về thuận nước đầy thuyền thôi đại lão gia chu lão phu nhân cao giọng chế diễu muốn mưu đồ đường công danh thì chờ tỉnh rượu đã rồi hẵng nói dứt lời bà ta vịn mép bàn đứng dậy chẳng buồn liếc nhìn con trai và con dâu thêm lần nào nữa để thân ma ma dìu mình vào buồng trong trần thị không biết làm thế nào mới ổn đưa tay kéo kéo chu nguyễn cảnh lão ra giờ phải làm sao đây chu nguyễn cảnh đang cảm thấy trời đất quay cuồng giờ còn bị chân thị lôi kéo như thế gã vung tay gạt chân thị sang một bên rồi cong người nôn thốc nôn tháo, văng cả vào người thị chu thập cửu liên tiếp đòi sới thêm cơm, làm nữ đầu bếp nghe mà mừng hớn hở. Nhất là món canh do Lâm Di tự tay chuẩn bị, chẳng ăn sạch không còn một giọt. Sau đó nữ đầu bếp có múc phần canh thừa trong nồi ra nếm thử, canh này đúng là rất ngon, nhưng canh mình làm cũng đâu thua kém, sao quận vương ra lại không thích nhỉ. Nguyễn Nguyên, sau khi rửa mặt xong xuôi, hai người cùng lên giường nằm, Chu Thập Cửu gọi nhũ danh của Lâm Di rồi kéo nàng ôm vào lòng, cho ta nhìn chân xem khỏi chưa nào. Đã lâu như vậy, lại chỉ bị bỏng chút xíu, làm sao có thể chữa lành cơ chứ? Khi các món tay thon dài của Chu Thập Cửu chạm trúng chân nàng, Lâm Di hơi rụt người lại. Chu Thập Cửu mim cười tao nhã, đặt một ngón tay ngang miệng Lâm Di bảo nàng im lặng. Sau khi cầm nên xăm soi mờ u bàn chân trắng nõn của nàng cả buổi, chàng bỗng trao mày, đáy mắt tuôn trong trèo chợt xuất hiện gợn sóng, ta nhớ em. Chàng đưa tay xoa xoa sườn mặt nàng, lúc đứng dưới tảng cây nhìn em qua của số là đã nhớ em rồi. Em có biết quả thật chu thập cừu đã hơi ngà ngà say, song non chàng vẫn nhàn nhã ung dung như cũ, có khác chăng là đã bớt đi phần lạnh lẽo đáng sợ thường thấy mà nồng nhiệt hơn hẳn. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, người này đã không còn giống lần đầu tiên nàng gặp nữa. Lâm Di cảm thấy ngực hơi thắt lại, tựa như bỗng nhiên người thấy mùi cam chanh, chua xót tận đáy lòng. Thắt lưng bị giật ra, hương tùng thanh mát xộc vào mũi, mặt Lâm Di nóng bừng, chán khẽ dịn mồ hôi. Đệm chăn vốn đã được đổi mới, giờ lại vương vấn mùi vị vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này. Vạt áo nàng cũng bị vạch mở, da thịt lập tức cận kề với một cơ thể cực nóng khác. Lâm Di lập tức cảm giác được từng nhịp tim đập vừa nhanh vừa mạnh của đối phương khiến trái tim nàng cũng như bị thôi thúc theo. Lông tơ toàn thân nàng dựng đứng, nhưng nhanh chóng bị bàn tay nóng ẩm của Chu Thập Cửu vuốt ve, buộc phục tùng. Chu Thập Cửu mơn trớn dọc theo eo nàng, cùi xuống tìm kiếm đôi môi mềm mại của người dưới thân. Nụ hôn lúc nhẹ lúc sâu khiến Lâm Di thở dốc, nhưng thoáng sau nàng đã được thả ra. Vừa rồi trên đường trở về, ta có cho người đưa hai vò rượu hoa quế tới nhà tặng nhạc phụ, xem như nhận lỗi. Rượu hoa quế uống không say nhưng vẫn thơm nồng, có thể dùng để ổn định tinh thần. Chu thập cừu tặng rượu này với ý bảo cha nàng yên tâm, tuy quan điểm bất đồng, nhưng con rể vẫn là con rể xem ra vò rượu này sẽ giúp cha ngủ ngon đêm nay, cha vẫn luôn thấy thẹn trong lòng vì không ủng hộ con gì. Anh chàng này quả nhiên luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác. Miệng bận nói nhưng không có nghĩa là tay sẽ nhàn rỗi chỉ trong nháy mắt Chu Thập Cửu đã chốt bỏ áo bào, để lộ phần eo săn chắc hoàn hảo. Chàng nở nụ cười đầy ẩn ý, Nguyễn Nguyên có lạnh không? Nụ cười kia vô cùng lóa mắt, Lâm Di khép hở mắt, thưa không? Đó là vì Nguyễn Nguyên có ta ôm, nhưng ta thì thấy tạnh này. Lâm Di mở to mắt, khuôn mặt với các đường nét như điêu khắc của Chu Thập Cửu trắng nhợt. Làm sao anh chàng này có thể mặt dày nói ra những lời như vậy không biết nữa? Lâm Di bật cười. Anh chàng nào đó bị cười nhưng vẫn vô cùng thản nhiên. Chương 180, vuốt ve an ủi. Chu Thập Cửu cúi xuống chọc nhẹ vào trán Lâm Di. Chàng nhẹ nhàng tách chân Lâm Di ra rồi hạ mình xuống. Đèn đã bị Chu Thập Cửu thổi tắt từ bao giờ, anh trắng bao phủ thân thể hai người. Y phục đều đã cởi hết, song Chu Thập Cửu vẫn cười thong dong như bình thường. Da thịt kề cận, mềm mại như nước chảy, mới đó còn mát lạnh, chỉ lát sau đã nóng bỏng, tựa như hòn than cháy, khiến nàng gần như thở không nổi. Một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ phớt qua trước ngực, ngư ngứa nhưng dễ chịu. E lần đầu tiên Lâm Di bật cười thành tiếng, khẽ đẩy Chu Thập Cửu. Nghe thấy tiếng cười của Lâm Di, Chu Thập Cửu đột nhiên Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn, dừng lại, nụ cười thản nhiên và dáng vẻ ung dung của Chu Thập Cửu làm nàng bất giác nhớ đến đêm tân hôn anh chàng này tỉnh rụi đòi xem sách nhét dưới đáy hòm hồi môn của nàng. Khi ấy nàng chỉ nhìn thoáng qua chàng rồi lập tức rời mắt sang chỗ khác. Nàng rất hiếm khi chịu đối mặt trực diện với chu thập cửu, đôi mắt cực đẹp của vị này có thể nhìn thấu suy nghĩ của kẻ khác, nàng biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Nhưng lần này nàng không có ý định tránh né nữa. Chu thập cửu tìm tòi nghiên cứu nàng, nàng cũng có thể nhìn rõ chu thập cửu nom nàng vừa ngượng ngùng vừa thích thú dường như đang đánh giá vẻ thong dong trên mặt chàng phòng tối nhưng chàng vẫn như thấy được ánh sáng lấp lánh tỏa ra đôi mắt của người nằm dưới thân mình nàng đang lẳng lặng nằm đây đáy mắt chứa đựng ý cười như có như không nhìn lại chàng cô nhóc này chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt cho dù thẳng thừng từ chối hay uyển chuyển bầy tinh ở nàng luôn toát ra sự thông minh khôn khéo mà người khác muốn học cũng không được Bất kể bên ngoài ồn ào náo động thế nào, nàng luôn có thể thản nhiên như đang nhàn nhã ngồi bên cửa sổ thường trà. Thần thái đó khiến những người không thích nàng hận đến nghiến răng và khiến những người thích nàng phải truy đuổi nụ cười của giai nhân. Cho nên mới có chuyện trịnh thất tiểu thư mới gặp nàng lần đầu đã hận sao không thể kết làm chi kỳ với nàng xóm hon. Chu thập cửu khép hờ mắt, chậm rãi đẩy người về phía trước, vẻ mặt nhuốm đầy ý xuân, hương nồng sắc diễm sau rèm khiến người ta nhìn mà phải đỏ mặt. Ánh mắt nàng vốn sáng ngời, nhưng thoáng sau đã bị chàng làm cho mờ sương. Chàng luôn biết được nhược điểm của nàng nằm ở đâu. Từng hồi đẩy đưa tựa như từng làn hương bay ra từ lư hương, nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt, thơm ngọt như mật, muốn bắt lại cũng chỉ có thể để nó trượt qua kẽ ngón tay. Từ như có như không, đứt quãng, nhắm mắt thấy như bồng bềnh trên mây, dần già chuyển thành dồn dập tựa sóng chiêu. Chừng thật lâu sau, Lâm Di bắt đầu cảm thấy sức lực bị rút cạn theo thời gian, hai chân đặt bên thắt lưng chu thập cửu mỏi đến mức tê dần. Nàng đưa tay đẩy chu thập cửu ra, trên làn da bóng loáng săn chắc của đối phương đều là mồ hôi mịn. Thêm lát nữa, chu thập cửu mỉm cười, nâng chân Lâm Di đặt lên bả vai mình. Lâm Di giật nảy mình, không nhịn được dãy rủa đủ rồi, đừng. Chu thập cửu mim cười, nụ cười non như nắng sớm dần trải rộng khắp trốn. Nguyễn Nguyên, đừng động đậy, như thế ta sẽ rất đau đấy. Là nàng đau hay là anh chàng đau hả? Chu thập cửu thu lại nụ cười, trong đôi mắt sâu không thấy đáy là về thản nhiên muốn thuở. để ta vào sâu hơn chút nhé, như vậy sẽ thoải mái hơn. Lâm Di cảm thấy máu trong người đổ dồn lên mặt, bàn tay đang đẩy Chu thập cửu trở nên mềm nhũn, nàng để mặc eo bị nâng cao hơn sau khi giày vò Lâm Di chừng một canh giờ, Chu Thập Cửu mới gọi người bưng nước nóng vào. Lâm Di mơ màng tắm rửa, mấy nhóm người dậy đã bị Chu Thập Cửu ôm trở về giường. Yên vị nằm xuống xong, Lâm Di cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Nguyên đã bao giờ thấy cảnh sông nước Giang Nam chưa? Lâm Di bất giác nhớ tới bức tranh họa cảnh Giang Nam nàng nhờ người mua được trước đó, mưa bụi lất phất bên hồ. Ta từng đến đó rồi, thật sự rất đẹp, Nguyễn Nguyên có muốn đi thăm một lần không? Người này đúng là, biết rõ nữ giới bị ràng buộc rất nhiều mà còn. Lâm Di lắc đầu, ta không đi được, ở đó không có họ hàng nào. Thời cổ đại phụ nữ không thể tùy tiện ra ngoài một mình, chỉ có thể đến nơi có họ hàng sống. Chu thập cửu cười nói, có ta mà, bao giờ rảnh rỗi ta sẽ dẫn em đi. Nói thì dễ lắm, ngày nào cũng phải lên chiều, rảnh rỗi được mới là. Lâm Di hờ hững ừ một tiếng lấy lệ rồi chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hít thở đều đặn của nàng, Chu Thập Cửu mỉm cười. Ta nói thật đấy, ngột kép. Chu Thập Cửu chỉ ngủ chừng hai canh giờ đã ngồi dậy. Lâm Di mơ màng nhìn thoáng qua, muốn dậy theo thì nghe thấy Chu Thập Cửu bảo em ngủ thêm một lát đi. Khi nào nữ đầu bếp làm xong điểm tâm thì để nha hoàn vào gọi em. Lâm Di chỉ nhớ hình như mình hơi gật đầu lòng muốn đứng dậy dặn dò nha hoàn, nhưng không biết tại sao lại chìm vào giấc ngủ. Đến khi nàng tỉnh lại, trong phòng vô cùng im ắng, ngay cả chú vẹt dưới hiên cũng ngừng líu lo. Lâm Di đứng dậy, không vội lắc chuông nhỏ bên giường mà khoác áo ngoài vào, đi đẩy cửa sổ ra. Trúc Đào và Trúc Ngọc chập chờn trong gió, Bạch Thược, Quất Hồng và Linh Lung đang ngồi trong sân rủ rỉ trò chuyện. Bạch Thược vừa nói chuyện vừa liếc về phía phòng, nhìn thấy lâm di thì nhanh nhỏ đứng dậy quận vương phi dậy rồi quất hồng theo nàng vào phòng linh lung vội vàng đi sai nha hoàn bưng nước nóng tới bạch thược tiến lên thấp giọng kể lúc sáng sớm quận vương gia rời phủ đại thái thái và đại lão gia đến đây nhưng không bắt kịp quận vương gia không măn được chu thập cửu lấy tính cách của chu nguyễn cảnh và Trân thị bọn họ chắc chắn sẽ tới phòng nàng ẩm ý đại thái thái đến tìm quận vương phi chúng nô tỳ nói quận vương phi vẫn chưa dậy đại thái thái không chịu tin còn gọi lớn tiếng hơn ai ngờ quận vương ra bỗng trở lại hỏi đại thái thái đang muốn làm gì tại sao trời chưa sáng đã chạy tới nhị tiến viện bạc thược thoáng ngừng lại rồi quận vương cách chức bà từ canh cổng của nhị tiến viện ngay trước mặt đại thái thái xảy ra nhiều chuyện như vậy mà nàng không hề hay biết lâm di hơi nhướng mày bà từ canh cổng đầu rồi bạch thược đáp đang bị giam trong kho củi à? Lúc ấy bà tử kia nghe xong liền định gào lên, quận vương gia nói ngay là nếu bà ta còn dám kêu gào, ngài ấy sẽ đuổi cổ bà ta ra khỏi phù. Ý rất rõ ràng, không hề khách khi nế mặt, bà tử kia lập tức ngậm miệng, bị phạt đánh 20 gậy mà không dám kêu nữa chữ. Chu thập cửu xử lý bà tử trong cử là để cho chân thị xem. Và câu đòi đuổi ra khỏi phủ cũng bao gồm chân thị ở trong đó bà tử canh cửa vốn do cùng mama tự tay chọn lửa đây rõ ràng là tiết mục chu thập cừu đã sắp xếp sẵn từ trước cùng mama và bà tử canh cửa phối hợp diễn một màn kịch cho chân thị xem chuyện chân thị tới phủ khang quận vương ẩm ĩ lúc sáng sớm nhanh chóng truyền ra ngoài cứ thể cả nhà chu là phu nhân muốn người ta ngừng sầm xì cũng không được bà tử tới đổi chăn đệm lâm di rửa mặt rồi ngồi xuống ghế trải đầu sao không thấy con vẹt líu díu nữa nhỉ Bạch Thược cười nói, lúc quận vương ra vào chiều có dặn dò bọn nô tỳ đem lồng chim ra xa một chút, chờ khi nào quận vương phi thức dậy hàng mang trở về. Ngày ấy sợ quấy giày giấc ngủ của quận vương phi nên cũng cho nhóm nô tỳ tránh xa một chút, chỉ để lại người chờ nghe tiếng chuông thôi à. Cùng nhị tức vụ vừa búi tóc cho lâm di vừa nhuển miệng cười, quận vương phi chúng ta có phúc ghê. Ngay cả hạ nhân bình thường hiền lành kiệm lời cũng bắt đầu nói ra nói vào thấy lâm di không nói lời nào cùng nhị tức phụ vội nhận lỗi là nô tỳ lắm mồm nhìn vẻ cuống quýt của cùng nhị tức phụ lâm di không nhịn được bật cười được rồi ta đều có trách cô trang điểm xong xuôi lâm di đứng dậy bạch thược mang một cái hộp bằng gỗ lê khảm vàng tinh xảo tới quận vương ra dặn đưa cho quận vương phi a lâm di quay sang nhìn chạm khắc trên hộp gỗ tuy tỉ mỉ nhưng cũng chẳng đặc biệt gì lắm chỉ có khóa hộp là khá lạ, không phải loại thường thấy. Cái hộp này có thể mở ra sao? Linh lung lấy làm lạ, khóa hộp nhìn quái ghê. Không thể mở thì sao gọi là hộp chứ? Quất hồng tức cười liếc nhìn Linh lung. Lâm gì ngắm nghĩa ổ khóa trong tay, đây là khóa khổng minh, nhưng ta chưa bao giờ gặp kiểu dáng như vậy. Chế tác vô cùng tinh xảo, thật sự hơn hẳn những cái nàng từng thấy khóa khổng minh hay còn gọi là khóa bát quái hay khóa lỗ ban đây là trò chơi dân gian vô cùng phổ biến của người trung quốc sản phẩm này là kết tinh của kỹ thuật xây dựng cổ đại của người trung quốc không cần dùng đinh và dây thừng để cố định các cấu trúc nó hoàn toàn dựa vào cách xếp đặt để có thể kết cấu với nhau khóa khổng minh vừa thể hiện một sự đơn giản vừa thể hiện trí tuệ siêu phàm của người xưa theo truyền thuyết thì chính khổng minh sinh vào thời tam quốc quân sự nổi tiếng của Lưu Bị là người nghĩ ra loại khóa này. Lâm Di thử mở nhưng không thành công, kích cỡ ổ khóa quá nhỏ, phải dùng mũi trầm mới tác động được. Nàng đang muốn cầm nó lên nhìn kỹ hơn thì cùng Mama vào nhà thưa, Quận vương phi, lão thái thái bên phủ Quảng Bình Hấu không khỏe, phu nhân cho người tới báo tin, mời quận vương phi trở về xem một chuyến. Tổ mẫu bệnh, nếu là trời trời khó chịu bình thường thì tiểu tiêu thị đã không phải người đến báo tin tìm lâm di hơi thắt lại nỗi bồn chồn lẫn lo lắng ập tới nàng thở hắt một hơi để ổn định tinh thần rồi nhỏ giọng rắn cùng mama bảo người gác cổng chuẩn bị xe đi mời nhân ngữ thu tiên sinh nữa cùng mama đáp lời rồi dẫn người đi sắp xếp lâm di không dám chậm trễ thêm chờ về phủ quảng bình hầu ngay tiểu tiêu thị rơm rớm nước mắt ra đón vừa rồi không biết làm sao nữa mẹ và lão thái thái còn đang nói chuyện bình thường với nhau nhưng mới chớp lão thái thái đã đã mẹ vội vàng cho người lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn lão thái thái uống thuốc xong cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn mẹ thôi lâm di nhanh chóng rảo bước theo tiểu tiêu thị vào phòng rèm vừa được vén lên thì mọi nghiêu hoàng ập vào mặt ngự y chạy tới đưa đơn thuốc vừa kê cho tiểu tiêu thị tiểu tiêu thị xem không hiểu nên đưa cho lâm di nghiêu hoàng là sạn sỏi trong túi mật của con bò có tác dụng an thần chống co giật và hạ sốt. Người già ngã bệnh phần lớn đều do bệnh cũ, phương thuốc này cũng là để trị chứng ho đàm. Tiểu tiêu thị sai nha hoàn đi lấy thuốc, Lâm Di đi vào buồng trong xem lão thái thái nhánh cả. Tổ mẫu, Lâm Di khẽ gọi một tiếng, lão thái thái nhánh cả nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Tổ mẫu thương nàng nhất, bình thường hễ nghe nói nàng trở về là sẽ sốt sắng sai người chuẩn bị sẵn điềm tâm nàng thích ăn, sau đó tươi cười cho nàng vào phòng bạch mama vừa cau khóe mắt vừa bước lên nói quận vương phi đừng sốt ruột quá ngày nói là bệnh cũ uống thuốc xong chắc sẽ đỡ hơn lần trước nhân ngữ thu tiên sinh tại đây tổ mẫu biệt tiên sinh đang co lắng về chuyện nhà cho nên phước tử không chịu mới tiên sinh xem mạch cho mình nàng cũng cảm thấy chờ thêm vài ngày nữa chuyện ở phúc ninh kết thúc thì tại mời tiên sinh đến điều trị cho tổ mẫu vẫn không muộn nào ngờ Lâm Di còn đang nghĩ ngợi, Quất Hồng vội vã đi vào bẩm báo, nhân tiên sinh bị triệu tiến công rồi à? Hôm nay e rằng không thể tới. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Lâm Di nhìn sắc mặt vàng như cả thu của lão thái thay nhánh cả, tháo thẻ hiệu bên hông xuống, đi mời viện sư đại nhân của thái y viện tới một chuyến, nói là thái phu nhân của Quảng Bình hầu Gia khó chịu trong người. Viện sử là chức quan chính ngũ phẩm của Trung Hoa cổ đại, là chức cho các quan chuyên nghiên cứu về y dược trực thuộc thái y viện phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn